Dự án nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ chưa thể về đích đúng hẹn. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban Giao thông cho biết, đơn vị đang nỗ lực thi công để nhanh tiến độ dự án nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Phúc, dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ mới hoàn tất thủ tục di dời điện cao thế và đường ống nước đi qua dự án. Ban Giao thông đặt mục tiêu hoàn tất công tác di dời từ nay tới cuối năm 2022. Đồng thời, Ban Giao thông cũng tổ chức thi công song song hai nhánh hầm chui là HC2 và HC1. Theo đó, Ban Giao thông phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 khánh thành hầm chui HC2. Bên cạnh đó, tháng 12 năm 2023 sẽ thông xe nhánh hầm chui HC1. Chính vì vậy, Ban Giao thông đang nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Trước đó, khi mới khởi công, Ban Giao thông đã đặt ra mục tiêu đưa hầm chui HC2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông xe vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc di dời các hạng mục kéo dài nên dự án cũng chưa thể về đích theo tiến độ đề ra.